Trời ơi, đứng trên này nhìn là tuyệt đẹp luôn. Rất đông khách đến đây. Đây khách có một buổi chiều ngắm sông Hương. Mặc dù dòng nước lũ đang còn vàng khè ngoài sông nhưng mà thời tiết rất là đẹp, tần rạo. Trời ơi, người ngồi học sinh sinh viên lứa tuổi. Gâu gâu có này. Việt Nam. Bên kia là đường Lê Duẩn của thành phố Huế. Bên đây là đường, một con đường của xóm. Đây là một con đường kiệt đây, của ngay đầu cầu Kim Long. Đi thẳng vô dọc theo con đường đường sắt như vậy. Chúng ta đang đi ngược từ khu vực cầu Cửa Hùng, đi qua đường quốc lộ 1A rồi rẽ trái sẽ qua con đường này. Buổi chiều thăm Huế. Ngày hôm nay Huế có nắng ấm cả ngày mọi người. Buổi chiều và tối, chiều tối và sáng thì có nhiệt độ có hạ sẽ lạnh. Lúc này cũng là 5 giờ chiều. Đi bên con đường đường tàu đấy. Ở đây bà con sinh sống thì phải bắt buộc phải đi dọc theo con đường này mà đi vòng ra được con đường chính quốc lộ 1A đường Lê Duẩn. Trước là một cái công trình đường sắt. Xa xa cũng có một cái vài tuyến đường ngang đó là mì xiên. Cái mang mì xiên đây vô nói làm mì xiên nha. Ăn chứ vô nói gì làm chứ. Hai ổ thôi. Hai ổ thôi. Đó, tìm mì. Tập đến 30 năm. Quảng đi, em vui biết được á. Hồi xưa là kêu mì vật hộ đấy. Mì đường ray, đường sắt qua bên đi. Hồi xưa nhỏ, bây giờ lò mô lò này lớn cả. Tướng đi để bán à? Có mì bánh lọc này, mì ta chả này, ba tê chả này, xúc xích này, xiên que này. Đó, một buổi chiều về đời sống bà con hai bên đường khu vực Kim Long này mọi người. Ra đây là giao nhau đây ngã tư đèn xanh đèn đỏ đường Kim Long hướng về Lê Duẩn, hướng qua cầu Dạ Viên đó. Đây cái cầu Kim Long đây, mai một sẽ có một tuyến đường đi bộ sau đây nữa. Công trình bây giờ đang hành làm nhiều công trình. Nhiều công trình đang làm bên bờ sông.
còn giống như các tuyến đường đang mở rộng cầu rồi đường các thứ. Và vẫn có hoàng hôn chiều hôm nay của những ngày đông này mọi người. Đó, mặt trời lẻ loi bên dòng sông Hương cũng sắp trống lành trở lại. Đây có cái đài chứng viện bên như tiếng Chùa Giáo và thầy Mai Sơ này. Dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Rồi có công trình bệnh viện thành phố. Đó, một buổi chiều về bà con đi trên đường này. Kim Long, những ngày mưa gió đã qua, có được buổi chiều hôm nay chúng ta cùng hướng lên linh mù để ngắm hoàng hôn. Cũng như ăn đặc sản của tại khu vực linh mù. Ở trên đó có cái món dài khác của dành cho nhiều thực khách đến Huế, và đó là món tàu phở, là món ở Huế hay gọi là đậu hũ đó mọi người. Ở chiều nào bà con bạn đông lắm, rồi kết hợp với chè nữa, chè Huế. Dài khác trong cái mùa hè thì có nước mía với các cái loại nước uống, nhưng mà bây giờ mùa đi thì chắc là mùa xe xe lạnh đi thì có thể là ăn tàu phở đậu hũ nóng thôi. Công viên bên được tên làng Kim Long chiều về. Kim Long tên làng đang làm lại cái kia. Bên bờ sông bây giờ ngày tần rạo đây đó, bà con có nơi để thể dục này. Rất nhiều dụng cụ để cố định trên công viên để cho mọi người ra đây để tập thể dục. Công viên Kim Long bây giờ mọi người nha, không phải là những cái rừng cây bãi cỏ nữa, bây giờ thấy vô đó là công viên đi bộ, những tuyến đường đi bộ, rồi những cái dụng cụ để tập thể dục. Còn đây đường Nguyễn Hoàng thì nghe nói chuẩn bị làm cầu mà tháng 9 mà đang chưa tháng 10 chưa thấy công trình khởi công này. Tiến độ này cũng chậm rồi đây. Rồi hướng về linh mù chúng ta thăm một buổi chiều. Đây nè, công viên rất nhiều nơi để bà con có chỗ để tập thể dục này, thư giãn. Đây có mấy ngôi biệt thự, nhà vườn biệt thự. Đó, chúng ta sắp đến với khu vực chùa Linh Mù chiều nay. Cũng đã kéo dài cùng cả tháng đi là mưa, mưa bão. Ngày hôm nay thì có một ngày buổi chiều tần rão, đường xã thì bắt đầu khô khan rồi mọi người. Ô châu ơi, người đi chơi này. Người đi tham quan du lịch rất là nhiều luôn, từng đoàn. Mặc dù là chiều rồi đó, 5 giờ hơn rồi, vẫn còn những cái đoàn, đoàn xe này. Vô đây gửi xe là đi bộ. Trời, đây là đoàn xe nhiều lắm luôn. Phải bỏ xe chứ, phải gửi xe. Chụp về cái tiếng sau bà ấy. Chụp lấy xe cái tiếng, xe chiều đi đóng chưa này. Dạ, mang đồ đi đi. Dạ rồi, tới đây chụp hồ quay lại ăn.
đặc sản đậu hũ tàu phở nước giải khát. Mùa này đến có nước mía vì mùa đông này. À, nơi mà được trượt đi thăm nơi đường mà mưa trơn trượt khi mà nước lụt lên chưa tần rạo rồi. Con ăn qua chùa rất nhiều tiệm mà chào mày Di nè, mày em mày anh cô Di chủ bạc rất là đông luôn. Giờ mấy họ đi du lịch chơi mặc dễ chiều đó, đi chơi xong là về tối là vừa đó, đoàn người Bắc nghe giọng đó, có chủ người miền Bắc giờ chơi đóng ba 8 giờ mới động. 8 giờ mới động chứ đáng giòn hang ta chưa động không. Còn về thăm được 5:30 về là chơi được 6:30 là vừa. Chờ đóng ba. Dạ. Ở đây gì nè. Người ở đây. Để lấy đi. Đó, cái trên bệnh dưới thuyền. Cái chỗ nó đáng làm lại à chị? À, tầng cấp nó bị hư này. Đi xuống cấp. Người ta làm lại. Đây. Lên đây vòng nó rơi xuống gặp con. Đóng gì sao chứ? À, chủ yếu là bơi sóng thôi. Với lại lên đứng từ trên cả cái bậc cấp á, người ta mới nhìn xuống được cái tổng à, bên bờ sông Hương. Hello. Đây đoàn ở đâu đây? Mình ở bố. À, Cần Thơ ra tham quan hả? Du lịch hả? Rồi chúc vui vẻ nha. À, đoàn Cần Thơ rất là dễ gần. Dạ, quay em nè. Dạ. Đây, tháp Phước Dương, nơi có 7 cái tầng. À, nơi mà ai đến đây cũng phải chụp hình, tham quan kỹ mới được. Dạ. Ở bên hướng của thượng nguồn sông Hương nhìn rất là đẹp chiều nay. Vì có hoàng hôn là mọi người. Dạ. Rất đông thực khách. À, cũng đi vào một vòng thăm lại à, quang cảnh của chùa Linh Mù nha mọi người. Đó, hai bên có rất là nhiều gọi là kiến trúc lịch sử. Đấy, đông đưa cộng tam quang cố tỉnh hơn 600 năm ngôi chùa cố từ Linh Mụ. Ồ, trong này ngôi chạm điện cố kính chưa mọi người, lâu lâu đi đưa mọi người đi thăm là ngôi chùa. Hai bên là hai cái lầu, lầu chuông lầu trọng lắm rồi. Ồ, chiều nay có nhiều đoàn tham quan du lịch Huế tại chùa Linh Mụ. Dạ, đến đây cho mọi người. Người miền Nam Cần Thơ vừa gặp đoàn các cái trọng tam quan rất là đồ sộ đây, trang nghiêm cổ kính. Dạ. À, thăm xe như vậy thôi thì là chùa Linh Mụ rồi, chúng ta đi ngang qua và thăm rất là nhiều rồi. Đấy, từ chủ yếu lên để thăm buổi chiều hoàng hôn tại bến Linh Mụ. Dạ. Những bức tường những ngài hộ pháp rất cao lớn. Dạ. Ở bên nào tháp Phước Dương.
bảy tầng. Hay nói đâu một tầng là thờ một vị Phật phía trong, mà không thì đi không có mở cửa để cho người ta đi lên trong được. Dạ. Cái tháp Phước Duyên đó, tháp tới tên là Phước Duyên. Hai bên có hai cái lầu lục giác, bên này có cái chuông, một cái đài hồng chung mà đi quấn đó các bạn. Đó, rất đông khách đến. À đây là mọi người họ họ có trách nhiệm, họ đi đó cho nên họ mở cửa họ vô đó nè, bảo vệ hay là họ làm gì đó. Họ đi lên những cái tháp đó. Bảy tầng đó nè, bảy tầng là nghe nói có thơ bảy vị Bồ Tát. Dạ. Đó, đóng chưa? Và những cái bia lịch sử để lại thời vua ở mọi người. Đó, cảnh kia này. Trời ơi, đứng trên này nhìn là tuyệt đẹp luôn. Rất đông khách đến đây. Đây, đứng tới trên cao nhìn xuống này. Chiều nay khách có một buổi chiều ngắm sông Hương. Mặc dù dòng nước lũ đang còn vàng khè ngoài sông Hương mà thời tiết rất là đẹp, tần rạo. Trời ơi, người ngồi học sinh sinh viên lứa tuổi. Gâu gâu con này. Chào vui nha. Rất là vui. Nhận đoàn tham quan du lịch đây. Nhìn từ trên những cái bậc cấp mà chúng ta hay đi ngang thì những con đường nước mắt nhìn lên cho học thực viên. Và rồi chúng ta cùng đi xuống bờ sống và thưởng thức cái món đậu hũ chiều ní. Đúng chưa? Xin sinh viên chắc là những cái đoàn đi theo ba tới xe con. Đi xuống lưng ba này. Đi qua đây. Nó là xe. Dạ không, ngồi gì đó đó chứ cả đâu. Đưa tay cái. Đây, tuyến đường thân quen nhưng mà bây giờ là thời tiết rất là đẹp. Giúp mọi người đi bộ. Ồ, trời ơi. Hai anh em ăn đi, chưa ăn hả? Ồ, bên dưới là mày duyên ngồi bạn. Đi xuống này nguy hiểm lắm con ạ, không đi được. Đó, bên đây ăn đậu hũ này, ngắm sông Hương từ thượng nguồn. À, lúc này đi mặt trời hoàng hôn đẹp lặng thôi. Đấy, bạn Hương đủ thứ. Rồi đi con, đi về dưới này con. Đi về đây đó ăn được. Bây giờ đi lặng tới luôn nha. Tinh mùa chiều nay rất đông vui. Dạ. Yeah. Cái bậc cấp này ra xuống cấp đang làm lại đó. Không đi xuống bến đi đâu. Đang làm lại. Ừ. Họ thuyền rồi nhưng mà thuyền họ phải đi lên những cái bậc cấp kia. Ừ, đang làm xi măng. Ồ, những cái bậc này con nước, cái này nước con cáo đó. Dạ yeah, không, cảm ơn. Lên mùa chiều nay tay cũng như ta rất là nhiều, rất là đông. Yeah. Nặng nôi lên này. Cả bà con có việc làm buôn bán cả cái hàng lưu niệm, nón lá, bài thơ, túi sách, đồ vòng đeo tay các thứ đó. Bên sông
nó đứng sau mà ai cũng phải ghé đến ngậm sông ngậm chùa. Bộ đấy, đông với khu vực gì đấy đang còn nước nước xâm sắp nó bật đấy giống như biển này. Đó. Thuyền của chiếc thuyền đó là của thuyền của khách sạn Lê Lợi Cô Trang, đẹp lắm. Chở khách chủ yếu khách của nhà hàng khách sạn. Đó, nơi bên sông vừa qua vui quá lên đây ghi hình cho mọi người thấm luôn. Mùa lũ mặt nước nó cao trên đi luôn. Cao lấp cả tuyến đường đi bộ và bây giờ thì hết rồi còn lại cái màu bùn. Hello. Thuyền lặn lại dòng này hoàng hôn chiều nay lên bến lên mù có cái nơi đi ra để chụp ảnh. Trời ơi, chứ mà còn rác cùi tấp về đây này thì sợ chứ. Đó, mỗi ngày nó còn về nữa vì nó tối lên lấn đấn trên sông này. Bây giờ nó về tới đây rồi. Trên đây là những cái bàn nhỏ để bạn những cái ly đậu hũ cho người người đến đây. À, rồi cô tôi vui chơi chút. Anh ăn đậu hũ gì? Đậu hũ nóng cho nóng nhá, nóng nhá. Ba nóng. Còn ăn à? Cái ba ly chứ. Còn không ăn à? Ba ly con ăn đó, chung ba ly. Thở ăn ba ly chứ. Ba ly mà ngon. Cá này. Cả con ăn mì đi, mì ồ rồi à. Kết hợp với đậu hũ. Ồ, nóng cái bồ chập nóng. Đó, đậu hũ này. Đậu hũ được múc như rắn này tẩy tẩy. Để quay múc cái đậu hũ để cho ngon hơn. Rồi, đây. Múc chưa? Múc rồi. Em múc rồi. Thế rồi. Dạ rồi. Ba chén đó hả? Dạ, ba chén. Dê em nóng. À, một cái này. Đây là cái số đậu hũ còn đậu sẵn đó nè. Đó, sắp hết rồi chứ hả? Đó, đậu hũ chén. Bá chén đậu hũ. Rồi, xin mời. Rồi, tự nhiên này. À, hai đứa ăn bánh mì trước cho ngon này. Ăn ngọt vô ăn mì giờ này. Để bà ăn đậu hũ trước cho này. Bà thưởng thức. Rồi, xin mời mọi người. Mời đây. Mời cô chú. Mời cô chú anh chị ha. Thưởng thức buổi chiều tài lính mù với các cháu. Ăn chiến luôn à. Đây thì có món đậu hũ. À, ăn đẹp. Giải khắc, giải mắt, giải mệt, dạ. Đây xong rồi. Đó, từng đoàn, từng cọc người ta đi chơi tham quan du lịch về đó. Rồi, xin mời mọi người, chà, chén đậu hũ này. Trong đây là có nước đường, có gừng. Mật. À, có vắt chanh nữa, đó. Hai đứa ăn đồ gì vậy? Đó, đậu hũ nón này. Rồi, xin mời mọi người. Ngọt, thơm gừng và cái đồ tán chảy, tán chảy của đồ công miệng. Mời cả cô. Rồi đi ăn nóng chứ ăn đã là đi nóng. Nhìn rất là hấp dẫn. Về luôn. À, người muốn bạn được một chén phải không? Bạn cho đều hả? À, kia bên con ba chén là một chỗ thôi đó. À, múc chia nhau rồi. Dạ, dạ, nếu ăn thì kêu gì ạ? Chắc là bọn con ăn. Ăn để thưởng thức mâm, tháng nữa ăn ngọt cũng ít á. À, ngon.
mùa hè đến đây thì ăn đá nha mọi người, có tí đá nó cho mát, còn mùa đông thì ăn nóng để ấm lòng hơn, rồi nó khỏe rồi đi chơi tiếp ra. Rồi như vậy là có một cái chiều con cùng cả cái vị khách đến Huế bên dòng sông Hương, bên Linh Mục. Dạ, hy vọng bà con xa gần mọi người biết thêm và thấy thư giãn khi đi cùng yên vui từ các tuyến đường lên đến Linh Mục để thưởng thức cái món đồ hủ. Dạ, rất là ngon. Có thể là ai ăn ngọt thì không được thì là nói chung sẽ bị hạn chế về cái lượng đường á. Ai mà có hạn chế về chất ngọt thì chắc ăn không được rồi mọi người, vì đây rất là ngọt. Đó, có thể là không chăn được mà ăn đầu không thôi. Dạ. Rồi, rất là ngon. Và... đó, video khá dài thôi. Một vòng như vậy để mọi người thăm Huế chiều hôm con đang ăn lộn, chiều hoàng hôn tại bệnh Linh Mù. Hy vọng bà con mọi người xem cần biết thêm nha, và phải thú vị xem video của em vui. Rồi, cho em vui tạm dừng video, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Khi xem thật thú vị thì mọi người đừng quên nhận like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ. Dạ rồi, em vui xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Rồi, bye. Mình đi tới đâu rồi.